Dạ dạ ơi. Vậy thôi chị có lên đâu? Gây sức hết hàng. Em cố tình nó ghi cho chị thấy. Sani Trần. Ủa Sani Trần thấy tên lạ ấy đó, Sani Trần. Sani Trần hôm nay mà. Ý là hôm bữa có khoát hả chị? Có không? Tại vì em thấy đơn chị đâu có đây. Bữa chị lấy khoát nào ta? Bữa chị lấy khoát nào chị? Rồi mọi người ơi, share livestream giùm em nha. Đồ bé trai còn nhiều, đồ bé gái còn ít nha. Hổm, hổm và sam sọc trắng. Ủa? Làm qua đúng không? À, chị ơi, làm qua hả? Thật ra đậm quên rồi. Hôm qua cái không? Hôm qua chị có một cái khoác sam sọc trắng đó chị. Hôm qua em thấy đơn của chị có một cái khoác sáng sọc trắng, hôm nay nhân viên em đang gọi điện thoại tới cho mình nha. Một cái đúng không chị? Mới là hôm qua mà. Rồi em cảm ơn mọi người share like giùm em nha. Mọi người share like giùm em đi cả nhà ơi. Rồi bé trai còn nhiều, rồi bé gái còn ít em. Bé trai còn nhiều, bé gái còn ít nha. Dạ. Nhân viên em đang gọi chốt đơn tới chị. Asami đẹp nè, cảm ơn gấu hiu nè. Đẹp mà rẻ nữa, phải nói đúng hơn là đẹp mà rẻ nữa nha. Hai bảy ký hả? Hai bảy ký sợ còn ít đó, không có đâu. Sợ hết rồi đó. Hai bảy ký sợ hết rồi. Rồi, chơi mini game gì đây? Cho em bóc sang Nguyễn giùm chị nha, kêu đổi đồ vậy đó. Nhắc khách qua lấy luôn. Sang Nguyễn. Không, ý là sang Nguyễn 640 ai không biết. Sang Nguyễn. Có số điện thoại rồi. Sang Nguyễn 664 á. Không biết Facebook. Vương Nhi nhắc rồi đó, em đang không biết Facebook. Trường Hỷ không biết trả lời. Mấy này là của chị đâu, nó chuyên la gì đó, nó chậm đi. Nắp tiền thôi. Rồi, ơi. Trang Nguyễn đó. Trang Nguyễn đó. Trường Mỹ đi bắt cho là
Nó nhôm yêu ngủ cái bờ này. Ngồi bớt. Thì ngồi bớt ngọc nguyễn gì kìa. Nếu nó có lỗi nó mọi ngày nó phải qua. Vậy ở có qua thì phải đổi thay rồi. Nó nói là chừng 200 ngàn bộ, nó chừng 40 ngàn. Để ra nam nghĩa ông đi bớt nó ở đó. Thấy ngồi đó. Kêu quá cũng đổi thì qua sớm chứ để giam cả cái đó hả không. Lâu vậy ai đâu mà đổi cho nữa, đợi đó tao qua mẫu thì bán lỗ hay sao, đổi cũng phải biết điều xíu qua đổi sớm người ta chứ. Mọi người xe like giùm em nha. Dạ ok chị Huyền Ngọc Bích. Rồi, em lên hàng. Lên quên, lộn. Lên mini game. Không biết tặng gì, tặng em cho mấy chị được không? Đây, mình còn mấy đồng hồ mà đây mình xả luôn đấy. Chán đời quá, xả mất đi. Làm sao để nó báo được, nó báo tin nhắn ở trên máy ra. Tắt thông báo kìa. Tắt thông báo trên hả? Không. Lại đi lên. Tắt thông báo. Tắt thông báo vút được. Em đang điện tới với chị Hà Nguyễn ơi. Em bé nhân viên em đang điện tới với chị. Rồi em còn vài cái màu trắng nè. Các chị xe la dùm ai nha. Xe la dùm ai cả nhà ơi. Em đang điện thoại chốt cho chị nha. Đơn hôm qua là hôm nay điện chốt. Đơn hôm nay là ngày mai điện nha mấy chị. Thông cảm dùm ai. Rồi chia sẻ like giùm em. Mờ cái gì? Mờ. Tôi coi đang sử dụng mỹ nè. Tôi quay màn hình chị coi lại. Rồi share like giùm em nha. Đây là một cái túi đeo. Đeo dạng như là vừa đeo chéo nè, vừa đeo vai nè. Mà đeo vai nó sẽ đẹp hơn ha. Cái dạng túi này đeo vai đẹp hơn. Dạ, hoa văn Chanel sang chảnh ha. Mình còn mấy cái gì đó. À, vậy có một chia sẻ giùm em 3 lần cá nhân, 3 lần hội nhóm. Sau đó cô anh cũng phát là đã chia sẻ giùm em Mai nha. Tặng cái túi xinh xinh ha. Mai còn mấy cái nữa. Rồi chia sẻ giùm em 3 lần cá nhân và 3 lần hội nhóm giùm em nha. Túi Chanel sang chảnh nè. Túi này là đựng được rất nhiều đồ nha, dạng như túi hộp. Nó là dạng túi hộp nha cả nhà, nó là dạng túi hộp nha. Đựng rất là nhiều đồ. Mọi người share ra giùm em. Share ra chim giùm em nha. Xe sau đó comment cú pháp là đã chia sẻ kèm số điện thoại giùm em Mai ạ. Cái bao nó bự không? Cái bao của nó đựng túi cho nó bự không? Không, cái xíu. Tội nghiệp quá, nó không dám xách xuống hết, nó sắp đúng 3 cái xuống rồi. Cái thường ghê, nó muốn đi. Mày còn 3 cái à?
À, biết đâu không? Sao cả sắp cái nói vô chi? Xin vô để cho chị bán đúng không? Rồi sao sắp quyền bao vô? Hỏi chứ. Nó rảnh thiệt cái tao ơi. Thiệt cái tao ơi. Không đi chở có. Rồi mọi người ơi, xe lai giùm em. Em còn đúng 3 cái nha. Cái này còn đúng 3 cái. Chơi lớn luôn. Tặng cho ba chị. Em còn đúng 3 cái tặng cho ba chị. Đó, hôm nay là ba người may mắn trúng mini game ha. Chia sẻ với em đi mà chị ơi. Cái phần mềm bên em là ưu tiên cho những chị nào mà share live nhiều. Ưu tiên cho những chị nào mà share live stream nhiều. Còn đúng 3 cái nha. Tặng cho ba chị luôn. Không bán. Không bán tặng nha. Rồi túi comment giúp em cú pháp là đã chia sẻ giùm em ha cả nhà. Chia sẻ càng nhiều thì càng dễ trúng. Chia sẻ càng nhiều càng dễ trúng giùm em ạ. Dạ rồi. Rồi. Tặng cho ba chị nha, nhanh tay lên cả nhà ơi. Đó. Phải có xe. Xe nhiều hơn. Dạ, cài đặt nha. Bây giờ em đang cài đặt cái phần mềm quay. Tất cả những chị nào chưa có số điện thoại thì lên giùm em kèm số điện thoại luôn nha cả nhà. Rồi. Comment với em cũng pháp là đã chia sẻ giùm em. Hôm nay là có 3 chị may mắn luôn nha cả nhà ơi. Cố gắng share like với em để tăng lượt view lên nè. Rồi mai thấy chị Ngọc Hòa, Trương Thoại, Linh Võ nha, Mưa Jenny, Trần Diệp nè. Mai thấy cả nhà nha, em thấy chị Vàng Cọp. Ôi Vàng Cọp khóc tình nè. Nguyễn Ti ha. Miso, Hạnh Sally, Phương Nguyễn. Phương Nguyễn Avatar à, cô gái hình mặt mèo á, cho mai kèm số điện thoại nha. Phương Nguyễn chưa có số. Lên giùm em số điện thoại kèm mà đã chia sẻ giùm em nha cả nhà ơi. Phương Nguyễn chưa có số nè, lên số giùm mai với nha. Mai lên số mình vô ha. Rồi em thấy số điện thoại của chị Linh Võ. Rồi đã chia sẻ kèm số em nha. Hôm nay free game của mình là tới 3 phần, 3 cái túi như thế này. Rất là xinh luôn ha. Mi game hôm nay của mình là tới 3 cái túi luôn nha cả nhà ơi. Xe lai bàn tay với em đi ạ. Alo. Rồi, em đối với chị một phát bộ đẹp. Một phát hai bộ nha chị. Bỏ phát hai bộ nha. Nghe. Đúng rồi. Chị bên luôn mai thì miễn nha. Rồi bây giờ em ra vô vòng quay may mắn. Chạy đi cái nữa ớt ớt. Nè em xuống tỷ bánh xe thì ngồi con em. Em đi nha. Rồi vòng quay may mắn. Bắt đầu em sẽ quay nha cả nhà. Cái vòng quay này em sẽ quay 3 lượt. Thì cái mũi tên phía bên đây. Mũi lấy giùm chị rồi. Ai? Chị chú. Chị thích đưa rồi. Rồi vòng quay này mũi tên bên đây. Quay về phía tên của ai thì em chúc mừng chị đó. Chúc mừng ba chị nha. Em sẽ quay 3 lượt ha. Rồi lượt đầu tiên sẽ quay nha cả nhà. Cả nhà theo dõi like giùm em ấy nha. Bị chói. Rồi em sẽ quay lượt đầu tiên.
Dòng quay đang quay, mọi người giữ like giùm em. Mọi người giữ like giùm em đừng rời nha. Luôn. Dạ. Rồi dòng quay đầu tiên. Ơ. Ờ. Em chị có em chạy xuống dưới em gọi cho chị giúp chị nhận hàng chị. Mai chúc mừng khóc tình nha. Mai chúc mừng người đầu tiên là khóc tình. Gọi mấy anh chưa? Mày gọi thẳng trực tiếp giùm cái chị được không? Alo. Dạ dạ cứ quan vô nhà em đi. Anh nhận ngày chị Mai. Đúng rồi, đúng, Hoàng Nam. Đúng rồi, đúng rồi. Dạ đúng rồi. Alo. Hả? Yêu anh chị Mai hả? À bao bì á hả? Rồi rồi. Rồi có bao bì kìa. Ba chúc mừng người thức tình nha. Tiếp theo dòng quay thứ hai ạ. Dòng quay thứ hai. Người thứ hai may mắn được trúng cái túi ha. Dòng quay may mắn thứ hai. Em có bao rồi kìa. Đợi lấy bao qua. Xin xài. Hết bao xanh luôn hả? Mai chúc mừng Tiền Thái Huỳnh với 155 lượt chia sẻ ha. Người thứ hai trúng game là Tiền Thái Huỳnh. Rồi. Tiền Thái Huỳnh còn một dòng quay cuối cùng. Mai còn một dòng quay cuối cùng nha. Rồi dòng quay cuối cùng. Người cuối cùng trúng mini game. Mọi người cố gắng xe đây, em xe càng nhiều càng dễ trúng nha cả nhà ơi. Rồi dòng quay bán cuối cùng. Rồi người cuối cùng không biết là ai đây. Wow. Ô đã quay lại khóc tình nha. Do chia sẻ nhiều cho nên nó bị lặp lại ha. Bây giờ Mai quay lại dòng thứ ba. Cả nhà đợi Mai xíu nha. À xíu tụi mình nói qua đây tân mình 70.000. Ừ. Mốt kiếm chỗ khác. Ừ. Rồi dòng quay bán thứ ba. Cái này sao nó hay bị trùng quá ha. Để em load lại cái phần mềm. Dao một cổ quét đem lên chị. Ừ. Đem. Để em cập lại phần mềm với chị nha. Để em cập nhật lại phần mềm.
Rồi dòng qua may mắn cuối cùng thật sự luôn. Vô bà khóc tình hoài. Bóp cái gì coi. Rồi dòng may mắn cuối cùng nha cả nhà. Hy vọng lần này là không có trùng nữa nha. Thiệt luôn á. Thôi bỏ luôn đi. Còn cái cuối để em kiểm tra. Em kiểm tra chị nào share like cho em nhiều nhất. Rồi em công bố kết quả sau nha. Trùng hoài luôn thì nó mệt ghê luôn á. Trùng hai bà này hoài, hai bà này làm trước tới chiều luôn. Nãy giờ cứ tiền thấy quần khóc tình, tiền thấy quần khóc tình. Nó đẹp ghê ta. Một cục sai sao không? Để nó sai đi. Rồi còn cái cuối cùng á. Cuối live sẽ công bố nha mấy chị ơi. Cuối live mai sẽ công bố nha. Còn cái cuối cùng cuối này mai sẽ công bố. Hôm nay mai về mới về tức thì luôn luôn phát này nè mấy chị. Là cái ngoài khóc chị. Còn cái là đông bố nè. Cái đấy hả? Cái đá bảy cái. Em lấy anh vô tàu. Đẹp lắm luôn. Chút này là chút gọi là chút gì ta, chút chút gym mà chút không lạnh á. Chút xịn sò cực kỳ nha. Dạ men. Chút gym mà chút không lạnh á, chút rất là xịn sò nè. Wow, đẹp quá. Rồi em đang mặc là size S. Túi là túi trong có luôn nha. Có túi trong nè. Hai bên túi ngoài có khóa kéo. Hai bên túi ngoài có khóa kéo nha cả nhà. Trời đẹp quá. Rồi size S giùm em. Chất không lạnh nè. Chất là xịn sò cực kỳ luôn á đằng sau. Đằng sau thì bay đằng sau nè. Xinh quá. Rồi phát. Rồi bé ba hai cái em hết rồi Vinh Hồng Nguyễn ơi. Phát có nón giùm em. Áo này là như đó 115 ngàn đó. Mấy cái kia em bán cho mấy chị giá bao nhiêu mấy chị nhớ không? 180, 150, 160 ha. Con này 115 ngàn, bao đẹp luôn. Chất là không có bị sừ lông nè, nó có ánh kim cương ánh nhũ trong đây nữa nha. Chất đẹp giả man luôn mấy chị nha, dày dặn xịn sò ha. 115 ngàn cho em. Size S em đang mặc nè, size S là dưới 56-57 cái em vừa. Size S là 45 độ lên, 56-57 lại vừa giúp em nha. Hai bên có khóa túi nè. Dạng gym thể thao mấy chị nha. Đây dạng gym thể thao nè. Sang lắm nha. Rồi S. S là từ 45 độ lên, 56-57 lại vừa giúp Mai nha cả nhà ơi. Cúc màu gì chị đi.
Em có màu xanh, màu hồng. Xanh, hồng, cam sữa, cam đất. Xanh, hồng, cam sữa, cam đất. Dưới 56, 57 cái gì mai vừa. Cam đất đẹp quá. Xanh, hồng, cam sữa, cam đất gì mai nha. Rồi lên giùm em 115.000, chúc đã lắm. Chúc không lạnh, mấy chị nhận hàng mấy chị ghiền thật sự luôn. Nhận hàng là ghiền, chúc không lạnh cực kỳ nha. Đẹp quá. Áo khoác này ở ngoài người ta đang bỏ sỉ cho mấy chị, người ta đang bỏ sỉ là 160. Em phải bán với dịp 180. Con này là hàng sale. Sale nha, sale duy nhất một mẫu này 115.000. Quá rẻ luôn mấy chị yêu ơi, 115.000 quá rẻ nha. Có 4 màu nè. S là 56, 57 lại vừa giúp em. M là dưới 62kg vừa. M có màu gì? Cam sữa với xanh. M xanh cam sữa. L là có màu cam đất, cam sữa xanh với xanh. Có hồng này không? Có luôn à. Rồi L đủ màu. L là dưới 65kg đủ màu. Màu cam nè. Đẹp giả man nha. Trời ơi, chúc nó đã lắm. Bữa trước em đi chợ bữa trước em đi em thấy cái hàng này nè, nhưng mà em không có lấy tại vì giá nó cao quá. Tự nhiên hôm nay hên có hàng sale nè, đã ghê chưa. Tự nhiên hôm nay có hàng sale. Rồi SML 3 size chốt nè chị, chốt có tông lạnh nè. Hai bà có tông lạnh nhưng mà bà nhìn chốt thun này, kiểu thun Mỹ á, đẹp lắm. Chốt thun Mỹ giùm em. S là có màu cam đất, xanh ngọc, cam sữa và hồng đó. M là có màu cam sữa và xanh, hai màu này. L là đủ màu. Trần Diệp lấy màu gì? Cam đất 58kg cho Bình Yên nè. Cam. Rồi Bình Yên có 115.000. Con này ở ngoài đang xỉ giá này 160, thật sự luôn. Bữa trước em vừa đi em vừa thấy cái mẫu này, em tính lấy rồi nhưng mà suy nghĩ lại không lấy. Xanh mặt S cho Nguyễn Ti, tự nhiên hôm nay có hàng sale. Hên thì hên lắm luôn á trời. Nó phối nè mấy chị, đằng sau nó phối nè. Nó phối nha, đằng sau nó phối nè. Dạng gym thể thao ha. Trần Diệp xanh. Xanh 58kg Trần Diệp. Nè, cái này nè. Trần Diệp xanh 58kg, xanh L Trần Diệp. Hương Trương ơi, cho em xin số điện thoại kèm theo nha. Không là phải, không phải bài cá sấu nữa. Không phải bà cá sấu chị. Cái thun này gọi là thun, thun gặp thun Mỹ á, thun rất là đẹp. Thun này mát lắm, mát cực kỳ luôn á. Bảo đảm vô shop phải 300 mấy. Hương Trương lấy cam đất cho em số thời kèm theo nha chị ơi. Size L ít lắm nha. Size L là dưới 65kg cho mai vừa. Mai đang cầu là size S nè. 56, 57 lại vừa giúp em. Rồi Hương Trương cam đất L. Cam đẹp lắm nha cả nhà ơi, cam nè. Cam, hồng, xanh và cam sữa. Xanh S cho Huỳnh Mai. 115.000 con này nha, 115.000. Mấy chị mua cái giá này là rẻ hơn. Rẻ hơn giá sỉ biết bao nhiêu luôn rồi đó. 454 6 1. Em thấy số thoại chị Hương Trương rồi nha chị. Có túi trong luôn nha chị Hoàng An ơi, có túi trong luôn. Rồi con này lên men mã cam sữa, màu cam sữa rất là xinh nha, đằng sau phối nè. Đẹp lắm luôn, cam sữa, cam đất, xanh ngọc. Túi trong, túi ngoài đầy đủ hết, túi ngoài khóa kéo, túi trong nè mấy chị nha. Đầy đủ hết cho mình ha. Rồi khoác sim thể thao đẹp quá. 115.000. 115.000, xanh M cho chị Thi Phạm, có Thi Phạm. Dưới 57, 58, 62 cái loại vừa là lấy dêm M. Dưới 65kg lấy dêm L nha. Xanh 54kg size S. Xanh cho ông bầu lên cho em kèm số điện thoại. Thuận Hòa xanh L. Màu hồng nè. Rất là đẹp lắm. Chốt con đó nè mấy chị nha. Kiểu thun lạnh, thun Mỹ á. Hàng xịn sò luôn á. Không. Xanh S cho Lê Phương Tiên.
Phương Linh Ngô hồng với xanh S. Xanh S cho ông bầu. Túi trong túi ngoài đầy đủ cho mình luôn nha cả nhà. Trời ơi, em phải hốt hai cái em ạ. Nó đã lắm. Phải nó đã lắm. Thật sự mấy chị nhận hàng mà không đẹp à, em nghỉ bán luôn á. Hàng này mà nhận hàng mà bán không đẹp em nghỉ bán luôn. Đẹp cực kỳ. Hoàng An cho em xin kèm số lại nha chị yêu ơi. Hoàng An L xanh nè. Quỳnh Mai có xanh nét rồi nha. 115.000 thôi. 115.000. 115.000, F đang mặc là dưới 56-57 kiếm dây may vừa. 115.000 con này nha, chất của nó giãn. Chất nó mịn lắm. Chất nó rất là mịn. Nè, chất dạng nó thun lạnh, thun mỹ với chị nha. Nó may, nó may những cái đường viền của nó cũng rất là kỹ nè. Chất của nó nè, xịn sò luôn á, đẹp lắm. Đẹp lắm. Thun với cái vải đồ bơi á. Kiểu như vậy, nó dày, dày như cái vải đồ bơi vậy á. Chốt đúng màu giùm em nha mấy chị đẹp. Con này lên cho em mã hồng. Mã hồng, em mặc là mã cam. Con này lên giùm em mã cam sữa nha. Cam sữa giùm em. Màu cam sữa, màu cam đất, màu xanh và màu hồng, 4 màu. Chốt đúng màu giùm em nha, 115.000. 115.000 nha các nàng ơi. Ngọc Trinh 39 kg rộng. Ngọc Trinh cam sữa. Ok, cho em mang số hỏi kèm theo Ngọc Trinh ơi. Chốt này gọi là mấy chị Hoàng An nè, hồi nãy chị bác bác cái gì đó. Hoàng An xanh không? Hello chị yêu. Còn nha chị Phùng Hoàng. Cho em bóc Phan Phượng nha. Dạ có size lớn Linh Nguyễn ơi. Em có size lớn. Lấy cho em L nha Huy Nhật. 68kg lấy cho em L nha. Ngọc Trinh size M. M cam sữa cho Ngọc Trinh. Dung Nguyễn L cho em kèm số điện thoại. Không có mẫu khác, có mẫu này thôi. Nhưng mà nó có 4 màu. S và L là đủ màu ha. Dung Nguyễn cho em xin lại số nha chị yêu, em mất số của chị rồi. Cái bay cũ của em bị người ta hắt mất rồi. Em mới làm bay mới cho nên mất hết số của mọi người ha. Chị nào lâu rồi không mua hàng bên em thì cho em xin lại số thoại nha. Có mẫu này không, không có mẫu khác. Nãy gọi không nghe máy, gọi đầu cho chị nha Mai Linh luôn, ok chị. Cam sữa xanh nha em. Cô Linh Ngô kìa. Hồi nãy là màu gì vậy? Ok chị nha. Rồi ok chị Phương Linh Ngô rồi. Của chị hai màu đúng, cam sữa với xanh. Rồi chị Dung Nguyễn nè, 40kg là S dùm Mai. Dung Nguyễn là cam sữa L. Võ Thị Du. À em Võ Thị Du chút nơi chưa? Rồi đi rồi hả? Ê, chị lấy thêm rồi. Thấy đồng hồ nhỏ nhỏ nãy ớn từ gói. Cho chị xin lại số của chị ơi. Một cái cam đất 56kg. Một cái cam đất 61kg cam đất. Cam đất 56kg. S L S L. Ủa em lấy hai cái hay gì? S L. Cái gì là L hả? Ok. Đọc em. 0933 994 993 994 Rồi Quang ơi. Đẹp lắm, 115.000. Mặc S giùm em nha Quỳnh Bảo Ly ơi. S giùm ai nha Yến Nguyễn nha. Yến là cam đất, cam sữa với xanh. Ba màu. Cam nước, cam sữa,
cam đất cam sữa xanh ép. Lên em kè xuống hỏi Phùng Hoàng ơi, Hoài Mỹ cho còn á, đồng hồ còn một cam sữa thôi. Linh Nguyễn là lấy hồng với cam sữa L, hồng cam sữa L. Đây mai kèm số hoài nha mọi người, 115.000 giá lẻ cưng ơi. Thật sự luôn, cái này là hồi bữa nè em nói đi mất lòng. Dạ rồi em vô với chị. Út Nguyễn đi đơn chưa? Chị kêu dồn móc phải cho chị kìa. Màu cam xanh L còn không bé? Hoàng cam xanh L còn. Rồi lấy cho Hoàng An Huy Nhật nè. Lấy cho Huy Nhật. Dồn đơn với Hoàng An. Ơi hả? Út Nguyễn L, xanh L. Út Nguyễn xanh L. Dạ rồi. Quăng qua cho ý luôn. Mệt quá, nhăn nhó cái gì? Vui vẻ. Phùng Hoàng xanh S. Bộ A. Rồi em dùng đơn cao đó, chị đi luôn nha. Nay em không có về ngố, ngố ít lắm chị ơi. Một đồng hồ, hôm nay chỉ có một cam sữa thôi nha. Đồng hồ về hết sạch luôn rồi, còn đúng một cam sữa à. Nè cả nhà ơi, còn đúng một cam sữa thôi. Còn đúng một cái đồng hồ cam sữa như thế này ha. Màu này là mấy trai mấy gái mang cũng được nè. Màu này nó dễ mang, trai gái mang cũng được nha cả nhà. Màu này dễ mang. Còn đúng cái này à, 49.000. Còn nghề con trai em quá, đem vô nó bán cho bạn mà về nhà còn màu này không biết bán sao, bán hết luôn. Phương Trương cam đất 58kg. Cho em xin xuất lại Phương Trương ơi. Phương Trương cho em xin lại số của mình nha. SML 3 size khoác. Em nói chị nhận hàng là ghiền. Khoác đẹp lắm, rất là đẹp nha. S là dưới 56-57kg giùm Mai. M là dưới 62kg, L là dưới tầm 58, L đó chung là ML nó tương đương nhau à. Mà đỡ tương đương nhau nó không xích nhau nhiều đâu. ML, L thì tầm 58, 65, 67kg đồ lại vừa giúp Mai ha. Có đẹp luôn á. Ok chị, một cái đồng hồ 49.000 cho chị Linh Nguyễn nè. Hôm nay mạng nó cứ clack cái thơ hợp nhỉ. Phương Trương cho em xin số nha. Chỉ còn duy nhất một gram sữa thôi. Đây cái chú không có luôn. Trời ơi chết, có mà hứa với bạn. Ngọc Hòa đồng hồ 49.000 ok. Rồi em có địa chỉ của chị yêu rồi. Bảo vệ xưởng 2 lấy giùm nha. Phương Trương một cái đồng hồ nè, cho em xin số nha. Ok, lấy hai cái đồng hồ luôn nha Mai. Ok Phùng Hoàng. Chị có áo hả? Phương Trương em có số. Con mẹ nó lắc cái nhở. Con mẹ ơi à, Trần Diệp đồng hồ nè. Ủa còn ít quá. Trần Diệp đồng hồ nè. Chị Phương Linh Ngô 3 cái nè. Phương Trương một cái cam đất 58kg nè. Khóa ra mặt 115.000 nha cả nhà ơi. À, chị đọc cái đồng hồ cam sữa em có cười chị chưa, hồng tóc có chưa? Chưa. Chồng chị không lấy đồng hồ. Hồng tóc lấy chưa? Hồng tóc lấy chưa? Chưa hả? Một cái đồng hồ cam sữa đó nè. Rồi, khoác vải đây là
Em nói chung là cái tên gọi của nó em không biết gọi là cái gì. Cái tên gọi em không biết gọi là cái gì, nhưng mà cái vải này nó rất là đẹp. Vải này mặc cực kỳ dày, cực kỳ mát nha. Nè, nó siêu co giãn luôn, như cao su á, sợ luôn á. Mà vải nó mát lắm, nó mịn. Kiểu như là đồ bơi á, đồ bơi mà dài loại vàng loại dày mà loại tốt á, đồ bơi mấy chị tập gym hay là những cái đồ mấy chị tập gym á. Đó, cái vải của nó là vải đó đó. Vải đây nè. Nó siêu dày mà siêu co giãn luôn. Thì vô em chỉ còn đúng một cái màu cam sữa rồi chị ơi. Mấy màu kia em hết sạch rồi. Và màu này em cũng chỉ còn có vài cái thôi. Hết xanh nha Thanh Trung ơi, không có xanh. Không có xanh. Thông cảm giúp Mai đi, không có xanh. Mai chỉ còn đúng màu này, trai gái đều mang được à. Mặt của nó là mặt Mickey ha. Còn đúng có màu này thôi, mặt Mickey. Phương Trương có đồng hồ rồi chị. Em lấy cho chị một cái đồng hồ, một cái áo khoác rồi nha. Còn đúng cái mặt này thôi nha. Dạ có, Hoàng An, Huy Nhật có cái căm đất L. Có nha. Đó, em chỉ còn đúng màu này thôi à. Dạ, em có 3 bộ, 1 cái giải. Mai còn đúng màu này thôi nha cả nhà. Còn đúng màu này ít à, không có nhiều đâu. Còn có vài cái à. Hết rồi đó. Rồi hết. Còn mấy cái là hết rồi. Chị đã lấy đồng hồ. Có, Phùng Hoàng có hai cái đồng hồ chị. Phùng Hoàng có hai cái đồng hồ nha. Mặt là mặt cảm ứng. Đó, cái này là em gói hàng cho mấy chị rất là kỹ, cho nó không sợ là bị va đập thế nào ha. Và bề ở ngoài của nó có một cái lớp lót nè. Bề mấy chị bóc cái lớp lót này ra, màn hình nó không bị trầy ha. Thứ nhất, thứ hai là cảm ứng rất là nhạy luôn. Bé chỉ cần chạm nhẹ vào, dễ chỉnh lắm nha. Em có đăng cái video hướng dẫn chỉnh ở trên đó đó. Chị nào muốn chỉnh thì lên coi giùm em ha. Chỉnh cái video hướng dẫn ha. Chỉ cần chạm nhẹ vào màn hình nè à. Có hiển thị lên cả ngày, cả giờ luôn á. Chỉ còn đúng màu này thôi, 49.000. Thật sự luôn, còn đúng màu này 49.000. Giờ lấy thì em để màu này cho, cũng không gì hết rồi. Dạ ok, chị bỏ thì vô một cái. Phùng Hoàng có hai cái đồng hồ nha chị nha. Thanh Trung lấy hai cái. Hai cái màu này luôn ha, cho Mai xin kèm số nha. Rồi Thanh Trung cho Mai xin lại số nè. Mai chỉ còn đúng màu này thôi nha. Mai nhắc trước nha. Phùng Hoàng có rồi nha người đẹp. Phùng Hoàng có hai cái đồng hồ rồi nha người ơi. Đây nè, cái dây của nó nè. Cái dây của nó là cái nút nó dài tới tận đây luôn. Gài vô tay nhỏ, gài vô rất là dễ dàng nha. Đó. Gài nút bấm như vậy ok. Không hề cứng, không hề có đau gì hết á. Em lấy về cho con em đeo mà. Còn bốn cái cuối cùng. Chiều nay nó về nó mẹ ơi lấy cho bạn con cái này cái kia chết mẹ. Cho đẻ. À, Thanh Thúy vợ cái đồng hồ dùng đơn. Hoàng nghe một cái. Ơ chết mẹ, lộn giá. Công ty Thảo Yên mà. Dầu đổ hai cái em bóc hết rồi. Chị ở đây rồi à, Thanh gì đó. Một cái. Anh em bỏ một cái không? Mà nghe nhìn chưa? Ủa còn đồng hồ dưới hả? Hoàng An. Thanh thì bỏ Hoàng An. À, Thanh Trung hai cái nè. Thanh Trung hai cái nè. Thanh Trung hai còn hai cái. Đúng rồi, màu dặn hết rồi. Là Nguyễn Quyên lấy đi chung đơn với lại Thanh Trung đúng không? À, Nguyễn Quyên lấy đi chung. Nguyễn Quyên một cái là Nguyễn Quyên một cái là đi chung với lại Phùng Hoàng đúng không ạ? Đúng ok giúp Mai nha, Mai chốt cho Phùng Hoàng luôn nha. Là Nguyễn Quyên một cái nè, đi chung với Phùng Hoàng nè. Rồi còn một cái chị, em để cho chị một cái nha chị Linh Nguyễn. Còn một cái cuối cùng em để cho chị nè. Hết nha cả nhà.
Cô ba lấy cơm ngoài chưa? Rồi hết sạch đồng hồ. Đúng rồi, coi giờ chị. Rồi rồi, em chốt cho tên Phùng Hoàng luôn nha. Đồng hồ coi giờ. Quên để cho cháu. À còn mà. Còn một cái con nó đang giữ mà, đúng rồi. Hơn. Cái xanh con chị dụ là chốt cho vi phạm được không? Không vi phạm nữa cái này. Nếu mà xanh thì đưa đây báo 3 cái. Biết xanh à? Biết em thì em không biết. Em nói chị. Không xanh cho hết. Thì đi kinh gì vậy? Hay cho hơi để đó. Ờ để đi từ từ. Để cho đẹp. Ôi nhỏ 4 tuổi trở lên là đi được rồi. 4 tuổi trở lên là đeo được rồi ha. Áo khoác nó mặc 115.000 nha cả nhà ơi. Chỗ ủng hộ áo khoác đi ạ. À. Chất đẹp lắm, chất rất là xịn sò nha. Đây là túi hai bên có khóa kéo nè. Túi hai bên có khóa kéo cho mình nha. Bên trong là có lót túi bên trong luôn. Bên trong có lót túi luôn nha. Chất vải dày mình đẹp mát. Rất là mát. Không đổ lông, không sừ màu ha. Không đổ lông nha mấy chị nha. Khoác thì dạng khoác gym á. Có đẹp. Nè. Quá là dạo khoác khoác vải tập tim á. Hết rồi Kim Thư ơi, khỏi hỏi nữa. Rồi, khoác là khoác dạng vải tập tim cho Mai nha cả nhà ơi. Rất là đẹp nè. Đằng sau nè. Đằng sau nè cả nhà ha. Rồi size S Mai đang mặc là dưới 56 57 kg cho Mai vừa nha. Mai có màu màu cam đất Mai đang mặc nè. Cam đất hồng. Cam đất hồng. Cam sữa. Cam đất hồng, cam sữa và màu xanh. Bốn màu. Cam đất hồng, cam sữa và xanh. Chất rất là đẹp nha. Ở bên đây là nó có nhũ nè. Ép nhũ hai bên vai. À logo Nike ha, ép nhũ ha. Đẹp lắm. 115.000 giùm em nha, 115.000. Rồi ok Phùng Hoàng. 115.000 cái này giùm em nha cả nhà. Xuất sắc luôn nha, 115.000 giùm em SML 3 size. Hết đồng hồ rồi Ni ơi, Ni Nguyễn ơi, hết đồng hồ rồi chị. Rồi xanh, cam, cam đất, cam sữa và hồng 115. Xanh, cam sữa, cam đất và hồng 115 giùm em nha. Xuất bao đẹp luôn. Ở đằng sau nó phối như thế này. Đó. SML 3 size giùm Mai nha cả nhà. Size L 6567 kéo lại vừa giúp em chị. Chất nó dạng lắm nha. Size L 6567 kéo lại vừa giúp em. Bao giờ dưới nha, có lấy bao lên xài xuống lấy. Rồi SML 3 size thì Mai đang mặc là size S nha. Mai đang mặc là size S nè mấy chị. Rất là đẹp, hai bên là có khóa túi luôn. Túi trong, túi ngoài đủ túi giùm em nha. Bốn màu. Cam đất, cam sữa, hồng và xanh ngọc. Cam đất, cam sữa, hồng và xanh ngọc giùm em. Hồng đổi lại lớp cam đất nha. L còn cam đất không? Ủa? Linh Nguyễn đây. Ủa chị Linh Nguyễn ơi, chị chốt màu cam sữa với màu con đi. Màu này màu hồng hả? Quên. Rồi em đổi với chị rồi nha chị. Áo có size em ơi, áo có size nha. SML 3 size giùm em. Hương Trương M là chỉ có màu cam sữa với màu xanh nè chị ơi, không có màu cam đất. Em chỉ có cam sữa và xanh, không có cam đất nha chị. Rồi nay mấy Mai có nguồn tin về nè, nguồn tin đùi. Em lên tin đùi cho cả nhà nhé. Ủa rồi, sao quăng ở đây đây. Nay mấy Mai phải tin đùi, hàng này hàng xịn sò luôn á mấy chế ơi. 65 kg có đủ màu.
hồng, xanh, cam sữa, cam đất em. Chỉ có size M là còn màu 60kg có nha, có size nha. Cam đất S cho Nguyễn Bảo Ly. Rồi quần jean. Quần jean 85.000 một cái, áo 115.000. 115.000 cái áo giùm ai nha. 115.000. SML 3 size, SML 3 size. Chị quần em màu hồng nha. Hồng với lam màu cam mặc 65kg cho bốn quần. Hương Trương đỏ hoa xanh M. Em có một đùi rồi chị, có ngố. $115.000 con áo này. Rồi quần nha cả nhà ơi. Quần 85.000 một cái nha. Quần 85.000 có size từ 26, 29 đang mặc nè. Đẹp lắm, em đang mặc 26. Ở con áo cam đất size L, cam đất size L còn. Ở con ok nè. Quần chút co giãn nha mấy chị đẹp. Chút co giãn giùm em nè. Chút siêu co giãn luôn á, mềm lắm. Jean rất là mềm. Hàng này hàng xịn sò nha. Cam mặc cho hoa anh đào. Đồ bé gái hết là Hoàng An thôi. Đồ bé gái em may hết nha. Em ơi còn size nhỏ thôi, size mà chị lấy hết rồi. Áo xanh L cho Nương Phạm. L xanh cho Nương Phạm nè. $115.000 con áo em ạ. Mặc cái này nó rất là mát. Em nói thiệt, em ngồi đây mà trời nóng nực em có thể mặc áo như thế này mấy chị biết rồi đó. Cái vải nó mát lạnh luôn á. Vải nó mát lạnh luôn. Vải nó kiểu như vải mà vải dày dặn mà trong tập thể thao, tập gym á. Ok hoa anh đào chị biết rồi. Vải như vải trong thể thao, tập gym á, nó rất là dày. Nó rất là dày nè, nhưng mà nó độ co giãn nó có ha. Dày mà độ co giãn nó có. Mặc cái này nó mát cực kỳ luôn. Đúng rồi, quần này quần lưng cao. 26 là Mai đang mặc nha, vú 48 kg vừa. 26 đang mặc vú 48 kg vừa thì Mai nó có hai cái túi phối rất là dễ thương nè. Đó. Nè, túi phối nè. Quần bên Mai là co giãn hết, không co giãn Mai không có bán đâu cả nhà. Không co giãn mạnh Mai không có bán đâu ạ. Rồi lưng siêu cao giùm Mai ha. S 26 27 28 29 giùm Mai. 26 vú 48 kg, 27 là dưới 52 kg nè. 27 dưới 52 kg nha. Áo với bạn size L. L màu cam thân tí vỏ có ok chị. Rồi 28. 28 dưới 55kg vừa. 29 là dưới 58kg vừa giùm Mai. Lưng này lưng cao vừa em ơi. Nè. Lưng cao vừa nè. Rất là đẹp nha. Mai đang mặc 26. Mai đang mặc 26 nha. 26, 27, 28, 29 giùm Mai. 26 là dưới 48kg giùm Mai vừa. 27 là dưới 52. 28 là dưới 55. 29 là dưới 58kg ha. Rồi chốt giùm em. Rất là xinh nè. Nó dễ thương lắm. Dễ thương lắm luôn nha. Bụi cực kỳ luôn á. Mai đang mặc 26. Chị nào lại comment giúp em 26, 27, 89 giùm em. 85.000 co giãn cực kỳ thoải mái nha. 85.000 thôi. 85.000 một cái quần. Xe xe 85.000, 26, 27, 89. Chất là siêu co giãn nha, lưng cao là cao vừa ha. Đẹp lắm nha, chất vải nè. Chị sò luôn á. 26, 27, 28, 29 giùm Mai. TT 28 cho TT. TT cho em xin hỏi lại đủ lại cho TT. Áo khoác là 4 màu. Cam, xanh, cam đất, cam sữa, hồng và xanh.
Rồi, TT cho em xin cái người đủ lại nha. Còn 26, 27 và 29. 28 em thấy Hương Diễm, còn 26, 27, 29 nè. 26 là dưới 48kg Mai đang mặc, 27 là dưới 52kg, 29 là dưới 58kg cho Mai ha. Nó rất là đẹp, quần lưng ôm siêu giãn luôn á, hàng đẹp lắm, hàng xịn nha. Hàng xịn sò đó mấy chị ơi, hàng này à. Hàng này mà nghiêm là phải 100, 150, 160 một cái á. Phải đẹp đó. Hương Diễm 29 nè. 29 Hương Diễm. Rồi mà 26, 27 TT 28 nè. Còn xa dưới 52kg nha em nha cả nhà. Em còn cái 26 dưới 48kg và cái 27 dưới 52kg. Em còn 2 size. Chị nào lấy comment giúp em, co giãn thoải mái nha, 85 thôi. Co giãn thoải mái giúp em. Áo khoác màu xanh không chị còn nha, bé dâu còn. Khoác này đẹp lắm. Khoác này xỉ ngoài chợ đang bỏ 160 á. Mai có hàng sale bán cho mấy chị có 115.000 à. Xỉ ngoài chợ đang bán cái này 160, 27. Nhung Nguyễn 27 nè. Ok chị Nhung Nguyễn 27. Rồi còn cái 26 nha. Dễ thương lắm. Còn một cái 26 đang mặc nè. Lưng cao vừa giùm Mai. Dưới 48kg vừa ha. Còn cái 26. Tình Nguyễn Tình lấy một cái cam đất L. Ok chị nha. Em có chim dài chị ơi, sale mới có hàng đùi à. Đùi sale mới giá 85.000 ha. Cái đùi này không có giá 85.000 đâu, đi lấy sỉ cũng chưa chắc chị có giá này. Thiệt, đi lấy sỉ cũng chưa chắc chị có giá này, 85.000. 85.000 không có giá này đâu ạ. Không có dài sale có em hốt rồi. Rồi, 27 hết rồi, còn 26 dưới 48kg vừa Ngọc Hòa ơi. Mai vừa 26 rồi, Mai mặc 26 nè, 48 đổ lại giúp Mai nha. Của em xanh, bé nhau lấy xanh S. Còn size 26 đang mặc nha. Tiếp theo. Cái này nó có một ri hả em? Cái chị mặc. Em xách theo ri hay em xách sao? Cái màu con nè. Cái đó hình như có màu này. Cái màu xanh đậm hơn. Cái đó, có hai cục á. Xanh mặt, xanh mặt. Zipper nó đang lấy rồi, Thanh Hòa. Nó đang đếm đơn kìa. Đó, dồn cũng được chứ. Rồi tiếp theo nha, xanh đậm. Màu này em có xanh đậm nè. Tất cả đều là hàng co giãn hết nha. SML 3 size dùm em xanh đậm. Ở lộn 26, 27, 28, 29. Xanh đậm nè, 26, 27, 28, 29 dùm Mai xanh đậm. Đẹp ghê luôn quá trời. Rồi xanh đậm dùm Mai nha, 85.000 cái quần này, dễ thương lắm mấy dâu ơi. Dâu ơi hốt đi dâu. Đẹp lắm. Sang lắm luôn nè, dễ thương lắm luôn nè. Nó rất là bụi nha. Nó phối kiểu túi ngoài. Mẫu hot nè, nó phối kiểu túi ngoài luôn á. Bụi lắm nha, vô shop mua phải 170, 180 cái này. Thật sự luôn. Rồi xanh đậm dùm em, 26, 27, 28, 29. Xanh đậm 26, 27, 28, 29 dùm em, 85.000. 85.000 nha cả nhà. Xanh đậm 26, 27, 28, 29 dùm Mai. Xanh đậm 27 cho Nhung Nguyễn. 26, 28, 29 còn 3 size. 26 là dưới 48kg vừa. 27 hết Ngọc Hòa ơi, còn 26, 28, 29 nè. 27 hết rồi, form này nó. Cái form sau này người ta may ra là thường nó to hơn cái form hồi xưa cũ xíu nha. Thường hồi đó mấy chị mặc 26 thì 27 thì bây giờ mặc 26. Nó to hơn mà bãi nó mềm lắm. Mềm giãn cực kỳ luôn á. Rồi 26, 28 và 29 xanh đậm. Ngọc Hòa 28. Còn 26 và 29. Em còn 26 và 29 nha. 85.000. Chất xin đẹp mê luôn mấy chị ơi. Còn 26 và 29.
85.000, còn 26 và 29 giùm em. 29. Ôi sao vậy? Dung ơi, chốt hàng chốt chắc chị Mai nha, dù tới dù luôn mà không có bán gì được đâu nha nàng ơi. Có sĩ nha Hà Huỳnh. Á mặt có sĩ nha. Lấy chắc chắc thì mai nha mấy chị ơi. Đúng thôi, lá hồi mấy mộng đẹp kia là mình muốn chốt phải cũng khó chốt lắm. Rồi con này giùm em nha. Lưng cao vừa. Nó có một cái nắp túi giả bên hông nè. Đẹp lắm luôn, chất siêu co giãn, rất nhẹ. Lên giùm em mã rách 26, 27, 28, 29 giùm em. Dễ thương ha. Lưng cao vừa giùm em nha, 26, 27, 28, 29 giùm em. Lên giùm em mã rách. Rách kèm size 85.000 đồng giá, rách kèm size giùm em. Đẹp lắm luôn, hot hit luôn á. 85.000 à. Giảng nữa nha. Chốt chắc giùm em nha Nhung ơi. Ở tới đổi luôn mà không có chốt được đâu. Ủa em, cái bài viết chết nha. Em có để anh Sơn Ken á, hai cái đồng hồ. Sao em nói em để trên đây hết rồi mà. Tôi chỉ lấy rồi. Bị khùng hả? Ở đâu mà lấy đây? Lấy cái màu vàng. Tưởng bạn chị cho lấy rồi chứ đâu. Trời ơi chết luôn luôn. Mỗi người về sao, về không sao. Anh lấy màu gì? Vàng hay cái vàng? Vàng lấy vàng đi. Ở đâu ra vậy? Rồi em mất máy. Quỳ. Em nha. Còn cái vàng nào nữa không? Nó ở vàng, có mấy cái. Rồi để đi. Em bóp nha Hà Huỳnh ơi. Đất 27 Nguyễn nè. Không có size lớn hả em? Nó có 27, 28, 29 đó chị. 29 là dưới 58kg vừa dùm em nha. 29 là dưới 58kg vừa nha. Con này không to, co giãn nữa. Rất là đẹp luôn. Rất. Rất nha, 85.000 rất. Đây em mã rất kèm size. Mã rất kèm size dùm em nha. Mã rất kèm size dùm em. Lấy 29 giùm chị nha Linh Lê. Linh Lê lấy 29 giùm chị nha. Áo bác sĩ inbox em nha chị. Lấy tùy theo số lượng của mình ha. Rồi không? Rồi. Đi đâu rồi hả Sally ơi? Rồi nha em. Linh Lê.
Rồi form freestyle 47 tới 65 67 kg vừa nha. 45 tới 65 kg vừa em bộ đang mặc nha. Bộ đã mặc dưới 65 kg vừa. Đây 45 trở lên 65 lại vừa giúp em. Rồi set này. Bộ này người ta 90. 90. 90 giùm anh nha cả nhà, 90 nha. Set lửng 90 giùm anh. Có màu vàng nè. Màu da nè. Vàng da. Vàng da đỏ đen. Vàng da đỏ đen 4 màu 90.000. Dưới 65 kg em vừa free size. Quần là dạng lửng, áo là dạng cô tông giấy ha. Chút rất là mát luôn. Chút rất là mát luôn ạ. Rồi vàng, đen, đỏ, da. 4 màu giùm em nha. Free size từ 45 tới 65 kg vừa giùm em ai nha cả nhà. Áo cô tông giấy nè, quần là thun lạnh, quần thun cô tông ha. Áo giấy quần thun. 65 kg là mặc thoải mái giùm em ai nha. Set này có phối đá chất lượng luôn. Đá chữ logo Balenciaga nè. Rất là đẹp. Rồi chốt màu kèm số giùm em. Cậu giấy không có dài. Màu giấy không có dài chứ ơi. Có lửng à. Đỏ nè. Đỏ đó là đỏ cam á. Đen. Đen và da. Đen nè chết à. Đen ha. Đen và da. Da dùm em màu nâu da. Hàng sale nha, chất xịn sò ha. Cô tông giấy là siêu co giãn nè. Hàng sale chất xịn sò dùm em. Shop của Tina Võ một cái sơ mi xích với một bộ giấy màu da. Sơ mi xích thì kiếm không có, bộ giấy da có không? Bộ không giấy hả? Bộ không giấy màu da của Tina Võ. Thì tối qua lấy hết rồi đó. Giờ lấy hết là hết rồi đó. Ý là có làm xấu ở ngoài không trời? Không, nó lấy thôi, không lấy cái mới bỏ đi. Em dở cái mũi bỏ đi. Hồi bữa là em bỏ bao bê nào, túi không phải hay là đồ nữa. Túi nhiều thì túi như có bộ lộ như cái gì đó. Không nhớ. Mà bảo mua miền nên bỏ ra mấy chuyện mua miền nên bỏ ra. Để mai kiểm tra lại nha. Rồi có 4 màu, có 4 màu gì mai, da đen đỏ và vàng. Da đen đỏ vàng. Da đen đỏ vàng 90.000 một bộ này ha. Chốt rất là đẹp luôn. Chốt rất là đẹp nha cả nhà. Sơ mi xích thì mới hết rồi, mới còn màu vàng à. Rồi chị nào lấy màu nào comment giúp em màu đó. Khoan em đến là còn cả tầm mấy cục. Chừng
Bây giờ đồ nó không có về nhiều, chiều nó mới có về nhiều. Hay đuổi, đuổi trong cổng. Rồi, đồ chiều nay nó mới về kịp, bây giờ nó về không kịp. Quần chị bạn này có bán không? Quần nào? Quần mấy kia hồi nãy hả? Mấy kia hồi nãy có màu xanh đậm. Một lọt còn có 26 thôi. Xanh đậm là còn 26 với 29. Huyền Trần vàng. Xanh đậm là còn 26 với 29 nha. Xanh lợn là còn 26. Hình như vàng. Quần nè 85.000. Không có ngố. Ngố không có sale. Ngố có hàng 160-170 không à. 160-170 cái mà không có sale. Hàng 160-170 không à nàng ơi. Bán nó quải lắm. Bán một cái lợn bao nhiêu hết mà tồn lại sao nhỏ không. Rồi nha. Đây nè. Còn 26 và 29 cái xanh đậm này. Phát còn cho em cam xanh. Phát hả? 115.000 một cái, một xanh size S nha. Vậy là em 2 xanh 1 cam hả bé Dâu? Lấy 2 xanh 1 cam đúng không? Lấy em lớn 1 size, lớn thì 1 size ok em. 85.000 nè. Nguyễn Ti 29 nè. Rồi còn đậm lợn 26 thôi nha. Không có buồn lợn. Còn xe 26 dưới 48kg vừa thôi. Còn 26 đậm lợt. Vậy là bé Dâu tổng cộng của em là một xanh một cam đúng không? Tại lúc đầu là em chút xanh rồi. Có Huỳnh Như nha. Rồi còn xe 26 48kg quay đầu vừa nha. Còn 26 đậm 26 lợt. 85.000 chắc coi giảng. Lúc này nó cứng với đứt tay Nguyễn. Còn màu mít kia đây đẹp lắm nha. Là bé Dâu lấy 2 cái, 1 cái màu xanh thôi ha. 1 cái màu xanh thôi bé Dâu. Rồi cái này có 3 size S, M, L. Bé Dâu 1 cái màu xanh thôi. Để nó đi. S, M, L 3 size nè. Lưng cao nha. Lưng cao là co giãn. Quần gấp lai đằng sau thêm mít kia. Đẹp lắm luôn á. Siêu co giãn nè. Chút nó mềm giả mang luôn nha cả nhà. SML. Lên bên mà S mà M bả L thì bên 85.000 con này ha. SML 3 size, S dưới 48, M dưới 54 và L dưới 58kg. 3 size nha. SML 3 size, chút siêu co giãn nha. Bạch Huệ Lưu Thị L. Còn S với M. Bà mang họ S với M nha cả nhà. Lưng cao, ôm bụng. Bao vừa, bao đẹp. Hết đến L thì Thái Quỳnh ơi, em mặc M là vừa rồi. Mà giãn lắm. Nó giãn, nó mềm cực kỳ luôn nè. Còn S với M. Đằng sau 85.000 giùm em nha, còn S với M nha cả nhà. S với M thôi. S dưới 48kg, M dưới 55kg nha. S dưới 48, M dưới 55 quay đầu. 85.000 SM. M tiền Thái Quỳnh. Con này lên cho Mai mã đen nha. Đen size đại nè. Mã đen xám đẹp lắm luôn. SML 3 size. Xuất sắc chưa?
quần nó dạng như là dạng ngố hả, dạng như là dạng đùi ngố ha, theo bất kỳ trên đùi nè, quá đẹp nha. S nha, SML 3 size giùm em. Lê lê, mẫu này em mặc vừa là lê lê, cái này nó dạng nó mềm. Jean là jean 2 da, jean 2 da nha cả nhà nha, jean 2 da nha, chất siêu đẹp luôn á. Đây giùm em mã đen, mã đen, đen SML 3 size, SML 3 size đen. S này may nói trước là may mặc rộng đó, may nói trước là S này may mặc rộng đó nha, S này may mặc rộng á, dạng đùi ngố á, có đẹp. Rồi đen giùm Mai 85.000 con, SML 3 size, đen M thì thấy Quỳnh. Hết M Trúc Linh ơi. Còn S với L thôi. Còn 901 đôi đó. Còn S với L. Rồi, cái lưng lưng nó co dạng thế nè. S nha, S là dưới 52kg nha. S là dưới 52kg cho Mai. L là dưới 60kg. Đó đó hả? S là dưới 52kg, L dưới 60kg cho em vừa. Đẹp lắm. 85.000 form to, dày dặn, co dạng nha. Dưới 60kg cho em. An Huỳnh 54kg, ok chị. Ôi 54kg hả? Không vừa. Em Huỳnh bỏ đi, Hậu Nguyễn nè. Hậu Nguyễn đang dùng ký vừa nè. Còn size L nha, 55-60kg nha. 55-60kg vừa size L dùm em. 55-60kg vừa size L dùm ai nha cả nhà ơi. Nó mềm đẹp lắm. 55-60kg vừa size L dùm em nha. Lên em mã đen L. 55-60kg vừa L, lên em mã đen L. Rồi con này giùm em nha. Hàng này nhìn bao bì là chất đẹp nè. Tại hồi xưa em bán quần jean đó, thằng em cũng hay lấy cái hộp này. 26, 27, 28, 29 giùm em 4 size. Xanh đậm Nikki. Rồi lên giùm em mã này là mã, mã này là mã 99 giùm em đi. Mã 99 nha, mã 99 giùm em nè. 26, 27, 28, 29. 26 dưới 48kg vừa.
26 hay 7 hay nói 9 giùm em. 85.000 chút coi dễ. 85.000 chút coi dễ nha. Bao nhiêu chút máy không? 85.000 giùm em chút coi dễ nha. 26 hay 7 hay 89. Tiền Thái Quần. Tiền Thái Quần. Còn 26 hay 7 hay 9 nha. Còn 36 hay 7 và 29. Lưng cao dễ thương nha mấy chị. Lên giùm em 26 hay 7 hay 9 giùm em. 29 Bạch Thủy Lưu Thị. Bạch Thủy Lưu Thị 29. Còn 26 và 27. Mấy con 26 và 27. Chúc coi dạng nha, còn 26 và 27 giùm em. 26 dưới 48 kg vừa. 27 là dưới 52, 53 kg vừa giùm em. Dưới 52, 53, 54 kg vừa giùm em vừa ha. Chúc đẹp lắm, coi dạng cực kỳ nha. Rất là mềm. Còn 26 và 27. Còn 2 size 85.000, 2 size 26, 27. Này có hai cái lẻ à. Lưng cao. Đây này size S nha. 29 em hết khu lưng rồi. Size S giùm em lưng siêu cao nè. Hai nút dài. Có đúng một cái dưới size S nha, coi dạng. Dạ em không có Hồng Nguyễn ơi. Trời chút nó mềm, mềm như quần thun luôn á. Xin hai da nó mềm lắm. Mềm như quần thun rồi mấy chị nha. Rồi lưng siêu cao dùm em. 27 với chị Trang Châu. 27 nãy á. Rồi con này lên em mà mã đẹp mã gì đây? Mã S dùm em nha, S dùm em. S. S dùm Mai nha cả nhà. Lưng siêu cao dùm Mai nè. Mặc cái này lên đóng thùng đẹp lắm nha. Rồi Mai còn có size S nha. S là dưới 48-49kg lại vừa giúp Mai. Còn cái size S dưới 48-49kg vừa. 85.000 48-49kg lại vừa giúp em. Còn đây còn size L. Luôn. Chị hỏi cần mũ hả? U Lê hả? U Lê Vĩnh Long. Rồi rồi để coi. Rồi cái gì? Để... U Lê gọi không nghe máy. Chị Mai, cái chầm hồi nãy chị đăng lên trên tì. Chầm nào? Chầm đốt đăng lên đó. Đốt xong quá hả? 219 nghìn. Dạ 219 nghìn. Hộp 60 gram. 60 gram. Rồi, không có chính thức chị Ngọc Minh Nguyễn. Con này giùm em nha cả nhà ơi. À, size L nha, dưới 60 kg em vừa. Luôn siêu cao giùm em là size L. Dưới 60 kg em vừa nha. Thêm mấy kia trên đùi nè. Rất là đẹp nha. Rồi chị nào lấy comment với em mã L giùm em. S là L 2 size. S là lưng siêu cao màu nhạt. Mấy chầm hả? Ở dưới á, hộp. Dưới bàn kiến. Hộp. Hộp dịch, hộp chữ nhật đó nha. Rồi lên giùm em L. Form 55-60kg nè. Em gọi Thu Lê lên. Cho Thu Lê là ai, là đơn nào. 55-60kg vừa giùm Mai. 54-55 đổ lên 60kg lại vừa giùm Mai nha L. S và L 2 size nha cả nhà. Lẻ. S L 2 size. Rõ không nghe Mai. Chị đăng có cái này thôi đúng không? Quay giá là sao coi, phải hay gì nữa. Rồi con này giùm em chọn mẫu này đẹp quá. FML 3 size lưng siêu cao. Chừng nào có mồi cho em nữa mai hết rồi An Quỳnh ơi. 85.000 cho cái tường. Rồi con này màu xám nè. Túi 2 nút nè. Ủa gọi được hả? Rồi SML 3 size lên bên mã đen. 85.000 co giãn mềm. Chất siêu đẹp. Đây nè cả nhà. SML 3 size giùm em đen.
đen nha, tuổi Dạ bên đây nè, luôn hai nút nè, cặp cao ha. Lên giùm em đen S, đen M, đen L, chút nó đẹp lắm. Hay mà ta. Dạ. Hay mà ta. S là ba size. L cho Ngọc Anh Nguyễn nè. Bạch Huệ luôn thủy hết. Còn S với M rồi chị ơi. Sao này to lắm. Còn S với M thôi à. Mã đen M cho Nguyễn Đình Thắng 471. Đó. Rồi còn S nha. Mai còn S nha. Dưới 48-50kg vừa. Cái này còn phục nữa chị. Đâu? Đó. Ủa chị hai cục á. Ôi có nè, Bạch Huệ luôn thủy có. L đây Bạch Huệ luôn thủy có. Bà thử thì có lờ đen. Trang Châu lờ đen em hết rồi. Còn F M rồi chế ơi. Em còn F M rồi chế. Đẹp lắm luôn. Màu nó cũng kỳ xinh luôn á. Còn F M. S là dưới 50kg giùm em. M là dưới 55kg nha. S là dưới 50kg, M dưới 55kg. Form này mặc thoải mái lắm, giãn lắm. Duyên hai da. Chất siêu co giãn luôn á. Còn S với M. Size lớn nhất là 60kg lại vừa mà em hết rồi chị. Này 4 ri luôn hả? Còn 5 ri. Còn nó gắn cái số. 85 85.000 cái nha em. Không sao. Em kẹp nó trên giữa đồ cũng được. Chỗ này xinh quá. Rồi FML 3 size. Chất siêu co giãn như mai nha cả nhà. FML 3 size nè. Chúng nó mềm giả mang luôn á, cầm nhẹ như thế này nó đã dạng thế này rồi. Đẹp lắm, jean hai da nha. Mềm mại cực kỳ thoải mái luôn. Lâu nay bên đây là bao thun nhỏ nè. Bao cái thun nhỏ nhỏ giùm em ha, SML 3 size giùm em. Siêu xinh nha. SML 3 size 85.000. S dưới 48kg. Form này S là dưới 48kg, M dưới 54, L là dưới 58. 3 size giùm em. L là dưới 58kg giùm em vừa. L dưới 58kg giùm em vừa nha chị nha. Không dài cả nhà ơi, không có quần dài. Áo khoác 95 hôm qua còn không. Sao bao nhiêu ký Nguyễn Đình Thắng thôi. Lấy sao bao nhiêu ký ạ? Để em lên màu, tại vì mỗi size nó mỗi màu. Rồi lấy em con này, FML 3 size giùm em ha. Chút xịn sò. Phải bao đẹp. S là dưới 48 giùm em vừa nhá, form này S dưới 48. M là dưới 54, L là dưới 58 giùm em 3 size. Giãn nha. Giãn mà to nữa chứ không phải giãn mà nhỏ đâu mấy chị ấy. Giãn mà to nữa chứ không phải giãn mà nhỏ đâu ạ. Đó cái ghi này á, đó cái ghi này có nhiêu. Lấy sao bao nhiêu ký chị? Em lấy màu cho con. Dạ chát cái gì chứ? 54kg. An Huỳnh.
mờ hơn. Nguyễn Linh Thắng ơi, lấy sao nhiêu ký ạ? Năm thứ hai đầu tuần. Đúng rồi, quả chè đậu quá. Còn cầm hả? Đứa mẫu cầm nãy ra. Nè, FM là 3 size 58kg hả? Em ống phải 58kg à? Các tường lấy L kèm thứ mại. Không, áo sọc qua đó. Áo sọc á. Ở ngoài. Ở ngoài hả? 58 là... Thôi lỗi nó kìa. 5 85 ngàn nha chị Ngọc. 5 con màu đỏ, 4 con màu bơ. 4 con màu gì? Bơ. Xanh bơ hả? Còn đỏ với xanh bơ, cái màu gì nữa không? Rút màu lên cho chị luôn nha. Còn hai màu hả? 58 kg. Rồi còn hai màu à? Dạ rồi, An Quỳnh. Cứ khi quăng vô nhà đi. Quăng vô nhà giùm em nha. Đó. Cái nhà sửa điện thoại á. Nam. Dạ đúng rồi. Anh quăng vô em nha. Dạ, cảm ơn. Mai bắt đầu đi lấy hàng đó nói. Ủa? Sao chị Mai nói chuyện gì dạng cái gì? Anh đâm đồ. Bình thường chị đi lấy hàng là chị kêu mà. Mấy đứa. Em. Thôi giờ xưng em gì? Thôi giờ xưng em với tụi nó giờ. Dạ anh cứ quăng vô đi. Dạ anh, đừng có mai mốt là nó nói má. Chắc bà này bà. Bà già, bà kêu bằng già già anh đánh nữa chứ. Ủa 54 cái gì thì Ngọc kìa. Mình quăng nhùm tao. Quăng nhùm tao đi. Rồi. Thật sự là không biết lên gì nữa luôn á. Hết sạch đồ rồi. Dạo này chợ ế quá. Không có đồ nhiều. Không có hàng nhiều. Chợ ế, không có hàng sale nhiều cả nhà ơi. Bộ lửng toàn có bộ đang mặc thôi à. Lửng nó còn đang mặc thôi. Lớn con đang mặc cái đuổi. Thôi em đang mang nghỉ xa hơi đi. Hôm nay mình xin phép mang nghỉ xa hơi sớm nha. Đi đấm bóp giấc hơi. Ờ, mang đi đấm bóp giấc hơi, massage rồi. Sáu muối body rồi. Nay nghỉ sớm đi. Lớn có chị nào hôm nay một cái em giữ lại, mai lựa thêm. Chiều nay hàng về để mai lựa thêm.
Rồi bye bye mấy chị, chúc mấy chị đầu tuần thật là vui vẻ nha. Sao bị sắp hết rồi? Để mấy có hàng về, có hàng. Còn hàng để mấy đặt nữa. Giờ còn màu vàng à. Mới xuống cho còn vàng thôi. Con trái. Con hỏi không? Để mấy hỏi còn vàng, còn hàng để mấy đặt về ha. Còn mấy đặt nha. Sao đẹp ghê luôn á. Thiệt á. Không có cái nào để mặc hết trơn thì. Rồi em chào cả nhà đây nha. Đấy phát sọc size số 3 còn với chị hai cái. Số 3. Còn mùa xám và mùa da. Số 3 là còn xám với da á chị. Số 3 là còn xám với da á chị Cô Linh Ngô ơi. Ok đi Nguyễn em biết rồi. Được không chị? Cô Linh Ngô em lấy cho chị. Hôm nay tâm trạng đang tăng chậm. Mới có một mấy rồi. Dạ rồi hai cái. Quân Ngô hai màu. Dạ cảm ơn chị nha. Cảm ơn chị đẹp. Bye xuống like nha. Bye cả nhà.